Mặc dù đã có quy định không thả rông chó mèo và phải đeo dọ mõm cho vật nuôi, tuy nhiên thực tế vẫn còn nhiều người không chấp hành, gây bất an, nguy hiểm cho người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tại Lào Cai, nhiều địa phương đã tăng cường các giải pháp, nhưng việc xử lý vẫn rất khó khăn. Đây là một buổi tuần tra của đội trật tự đô thị phường Thiên Tân. Trên các tuyến phố, không khó bắt gặp những con chó được chủ thả rông không dọ mõm. Khi xuất hiện lực lượng chức năng, nhiều người lùa vật nuôi về nhà, thậm chí có người còn cự cãi khi lực lượng thực thi nhiệm vụ. Cũng có rất nhiều là cái việc là đối với chủ chó có phản ứng về cái việc mà thả rông chó và có những việc hành vi hoặc là lời nói là xúc phạm đến bộ phận chúng tôi, về việc là có thể là nói là bộ phận chúng tôi như kiểu là đi rình, có lẽ là bắt đối với những cái việc mà chó thả rông của các hộ gia đình. Bị chủ vật nuôi gây khó khăn chỉ là một phần. Trên thực tế, phát hiện không ít chó thả rông, nhưng việc vây bắt, xử lý gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là nguy hiểm đối với bản thân, những cán bộ kiêm nhiệm thêm công việc bất đắc dĩ này. Trong quá trình thì chúng tôi làm những cái việc này thì thực sự những con chó to là khó bắt được nó. Mà những con chó to rất là nguy hiểm, mà chúng tôi cũng không có cái công cụ hỗ trợ gì gọi là quy chuẩn, bắt này toàn công cụ thô sơ. Nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều đấy anh em, rất khó khăn. Thành phố Lào Cai hiện có trên 11.200 con chó mèo. Để xử lý dứt điểm tình trạng chó mèo thả rông, cùng với tuyên truyền nâng cao ý thức của người nuôi trong việc chấp hành các quy định về an toàn, nhiều địa phương cũng đề nghị tập huấn nghiệp vụ triển khai các đội bắt và xử lý chó mèo thả rông. Trong thời gian tới thì cũng rất là mong muốn, thứ nhất là tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bắt giữ chó. Cái thứ hai là giải quyết những cái khó khăn liên quan đến người dân ngoài địa phương, thì các cơ quan đơn vị cũng phải phối hợp chặt chẽ với lại chính quyền địa phương trong việc quản lý. Thực tế cho thấy dù chế tài xử phạt đã có, tuy nhiên nhiều chủ vật nuôi không nhận thức rõ mức độ nguy hiểm từ việc thả rông chó mèo. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, lực lượng chức năng cũng cần xử lý nghiêm những chủ nuôi không chấp hành quy định của pháp luật, phòng tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.